Chào các bạn. Sau 6 ngày xử lý để bắt lọc lần 2 cho cây quất, hôm nay tôi sẽ review lại để quý vị và các bạn cùng quan sát, đánh giá về phương pháp mà tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn cách đây 6 ngày. Mời quý vị và các bạn xem lại hình ảnh cây quất cách đây mấy hôm. Tôi đã chia sẻ về cách bắt lọc quất lần 2. Đây là giai đoạn cây quất bắt đầu nhú lọc. Và tiếp theo đó là kết quả sau 6 ngày chăm sóc. Đến hôm nay, các lọc quất trên cây quất mà tôi đã chia sẻ với các bạn, nó đã phát triển dài ra tới 10 đến 15 cm rồi. Chỉ sau có 6 ngày thôi các bạn. Và các bạn thấy lọc quất khá là dài, bụ bẫm, lá khá là đẹp. Với tốc độ phát triển như thế này, đến tháng 6 tôi bắt quả cho cây quất này, thì cây quất này sẽ có một bộ tán rất là đẹp. Lý do hôm nay tôi review lại cây quất này, vì video lần trước tôi chia sẻ thì có bạn còn nghi ngờ về khả năng phát triển của các tán quất trong giai đoạn tháng 4. Sau 6 ngày chăm sóc thì các lọc quất đã phát triển như thế này rồi. Vì vậy quý vị và các bạn đang chơi quất, chăm quất, quý vị và các bạn có thể áp dụng phương pháp mà tôi đã chia sẻ lần trước. Đường link cách bắt lọc quất lần 2 tôi để dưới phần mô tả của video này. Nếu quý vị và các bạn quan tâm, hãy bấm vào đường link để tham khảo. Thì chắc chắn một điều, đến tháng 6 chúng ta sẽ có những tán quất đẹp để chúng ta bắt hoa, bắt quả cho quất. Và đến Tết, chắc chắn một điều chúng ta sẽ có những cây quất đẹp để chúng ta chơi Tết. Chúc quý vị và các bạn thực hiện thành công với cây quất yêu thích của mình. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.